được. Vâng. Đây, đúng như này. Đúng như vừa nãy con ấy. Là đúng như ngựa. Đấy, cái miệng ngựa của nó. Nó là nhìn đấy. Rõ không? Như này thì nhìn rõ, nhưng lúc cô cắt là cái sóng đấy. To mà. Nó làm cho em bé khó thở. Thở chả được. Đấy nhá, bây giờ đến nào với A. Để cho cô cái ốp tích nhỏ đi. Thì hôm nay chúng ta tiến hành nạo VA bằng cái thiết bị plasma. Bây giờ đấy là cái thiết bị mà nó làm cho cái tổn thương vi mô của cái tổ chức là ít nhất. Bởi vì đây là cái thiết bị mà nó để nhiệt độ rất thấp cho tôi. Nó cái thiết bị này không những là nó có cái nhiệt độ thấp mà nó lại còn có tác dụng nó cầm máu rất tốt. Tức là chúng ta vừa tiến hành là nạo như vậy, vừa tiến hành cầm máu, cho nên là cái quá trình nạo VA nó không gây chảy máu. Thì đây là cái thiết bị mà ở cái giai đoạn này là các bố mẹ đến là đều có nguyện vọng là xin được cho con được nạo bằng cái thiết bị plasma. Bây giờ cái thiết bị này đã phổ cập ở Việt Nam rất nhiều rồi. Tất cả các cái cơ sở y tế của tuyến tỉnh là chúng ta đã được trang bị rồi. Cho nên là em bé này thì chúng ta triển khai này. Cắt A và nạo VA cũng rất là thuận lợi, nó không chảy máu và chúng ta cũng... Em bé cũng chỉ phải gây mê trong thời gian rất ngắn. Ở đây thì trên ở bệnh viện chúng tôi thì đã triển khai cái phương pháp là gây mê cho em bé bằng cái phương pháp mát thanh quản, nghĩa là chúng ta gây mê ở cái phương pháp không xâm lấn, cho nên là sau khi mà phục hồi các em bé tỉnh dậy ấy, thì là nó sẽ trở về bình thường rất nhanh. Đây là một trường hợp em bé bị viêm amidan VA quá phát gây những cơn ngừng thở khi ngủ. Cho nên là phải chỉ định mổ là cắt A nạo VA, thì chúng ta đã tiến hành cắt amidan xong và bây giờ bắt đầu đến giai đoạn nạo VA. Sau khi mà chúng ta cắt amidan, giải phóng cái amidan thì cái eo họng đã được rất rộng. Và bây giờ chúng ta lại nạo cả cái VA thì mũi cũng thở thông thoáng. Thế và cái quá trình phẫu thuật đây, bây giờ chúng ta nhìn khi nãy thì hai cái cục amidan nó che hết cả cái eo họng. Nhưng sau khi chúng ta cắt amidan xong thì eo họng đã được rất rộng. Tôi chỉ eo họng. Khi nãy các bạn sẽ thấy rằng là cái amidan nó sẽ lấn vào đến gần cái đường giữa cả hai bên. Thế nhưng bây giờ sau khi cắt amidan xong thì cái eo họng nó được rộng rãi ra sang hai phía như thế này. Và chắc chắn là sau khi cắt amidan thoát mê dậy thì đến chiều tối hôm nay em bé ngủ lại, cái triệu chứng ngáy đã được cải thiện rất nhiều, hầu như là không còn ngáy nữa và không có khó thở. Cái việc khó thở là giải quyết chắc chắn. Cái amidan này của em bé này này, nó đặc tính của nó là nó có cái cuống, tức là chân bám của nó thì nhỏ nhưng mà cái cuống nó thì dài. Thế bởi thế là khi em bé nó nằm ngửa thì hai amidan nó tụt xuống cái phía dưới eo họng, tức là tụt xuống thấp, thì tự nhiên là nó làm cho chẹt cái đường thở vào và em bé không thở được. Đấy, thế cho nên là cái đặc tính của amidan có cuống thì khi một quá trình cắt thì chúng ta cắt vô cùng thuận lợi. Tức là chúng ta có khi chỉ cần mất độ 3-5 phút chúng ta đã cắt xong amidan, không chảy một giọt máu nào. Thế nhưng mà cái lợi điểm của nó giải phóng là nó giải phóng được đường thở ra và tối hôm nay em bé ngủ là hết ngáy và hết khó thở hoàn toàn. Chắc chắn là cái triệu chứng khó thở là tối nay giải quyết hết rồi. Thế còn triệu chứng ngáy thì giảm rất nhiều, nhưng mà sau được khoảng một tuần nữa thì em bé hết ngáy và hết khó thở hoàn toàn. Bên bà nó bé tí này là cái thể này là thể amidan có cuống. Đấy, cho nên có cuống thì cái nhược điểm của nó có cuống là nó rất di động, cho nên cái amidan nó hay bị tụt xuống dưới hạ họng. Hạ họng là cái vùng hẹp nhất thì nó cứ tụt xuống đấy cái là em bé khó thở. Thế thì cái đặc tính của em bé này là khó thở, thì sau khi cắt A nạo VA bằng plasma thì nó có ưu điểm là nhiệt độ nó thấp mà, cho nên cái tổn thương của vi mô ở xung quanh là rất ít. Cũng bởi thế thì em bé sẽ hồi phục rất nhanh và nó có thể ăn uống trở lại bình thường sớm. Thứ hai là triệu chứng đau nó cũng giảm được nhiều.